Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Uống nước nhiều gây hại não bộ và sức khỏe. Chức năng sinh lý tàng thận cho mối quan hệ giữa thận và não bộ. Nước cần thiết cho cơ thể nhưng uống nước nhiều sẽ gây hại, đặc biệt là làm suy yếu tàng thận, trong khi đó thận chủ về cốt tủy, thận suy là tủy não suy. Theo đông y, thận chủ thủy có nghĩa là giữ lượng nước điều hòa trong toàn thân. Ví dụ khi chúng ta thấy chân bị phù, đó là dấu hiệu của thận bị suy, thận không điều hòa lượng nước được, làm nước ứ trệ ở chân. Trong cơ thể, thận ví như là bờ đê, nước ví như dòng sông, nước nhiều làm vỡ đê, nghĩa là làm thận suy yếu. Nên uống nước vừa phải để giữ sự cân bằng của thận, tức là giữ thận khỏe mạnh. Theo đông y, thận còn chủ về thần, tủy não và xương. Người có thận mạnh đều có tinh thần vững vàng. Họ toát ra một thần thái uy nghi, làm cho người đối diện nể phục và tin tưởng. Họ là người quyết đoán và nhanh trí. Họ có cái gì đó làm những người yếu bóng vía khiếp sợ. Thận chủ não tủy có nghĩa là người có thận mạnh, đều có bộ não sắc bén. Họ có trí nhớ tốt, thông minh, học giỏi. Người có thận mạnh sẽ có bộ xương vững chắc. Xương vững chắc sẽ có thân hình vững chắc, bước đi vững chãi. Người có thận mạnh luôn có tố chất của nhà lãnh đạo. Họ là những người điều hành giỏi, tướng lĩnh giỏi, là chỗ dựa cho những người khác. Họ có khả năng thuyết phục, dẫn dắt người khác và được người khác rất nể phục. Ngoài ra, thận còn chủ về sinh dục. Thận khỏe giúp sản xuất tinh trùng và noãn mạnh mới tạo ra những đứa con khỏe mạnh và thông minh. Người bị suy thận chắc chắn sinh con sẽ bị suy thận, kém sức khỏe, kém thông minh, xảy ra các bệnh chứng về tiểu đường, tiết niệu, bàng quang, tiến tiền liệt, tử cung, kinh nguyệt, chứng tỏ là thận bị suy. Muốn cho con mình được khỏe mạnh, thông minh, các đôi vợ chồng trẻ phải dưỡng thận trước khi quyết định sinh con. Thận chủ về tiết niệu. Thận mạnh giúp lọc và thải nhanh các chất cặn bã sinh ra từ quá trình tiêu hóa thức ăn ra khỏi cơ thể. Thận yếu sẽ không làm tốt chức năng này, nên các chất cặn bã được giữ lại ngày một nhiều lên trong cơ thể, theo máu đi chu du khắp châu thân và đáp ở đâu thì gây đau nhức ở đó. Không thải được qua thận, cơ thể tìm cách thải qua mặt da, gây nên ghẹ ngứa, mụn nhọt, chàm, vảy nến. Các chất cặn bã thải qua da mặt, da tay, da chân, da lưng, da bụng là còn may mắn. Không may, thải qua mặt da phổi, mặt da gan, mặt da ruột thì thật là phiền toái, nhẹ gọi là u, nặng gọi là ung thư. Khi thận yếu, người ta không những mất đi những tố chất tốt đẹp trên, mà còn mang nhiều tật như hay lo sợ, nhút nhát, kém thông minh, loạn xương, thoái hóa khớp, tiểu đường. Một quốc gia có nhiều người bị thận, thì quốc gia đó khó phát triển mạnh được. Về cơ học trong cơ thể, mỗi người có 5 lít máu. Mỗi ngày 5 lít máu này đi qua thận để lọc gần 350 lần. Như vậy, chỉ riêng máu mỗi ngày thận phải lọc là 1.750 lít, tức là 350 lần nhân cho 5 lít. Trong thức ăn có 1 lít nước nữa nên thận phải lọc thêm 350 lít. Nếu chúng ta uống thêm 2 lít nước mỗi ngày thì thận phải lọc thêm 700 lít. Như vậy tổng cộng một ngày thận phải lọc là 2.800 lít. Như vậy mỗi ngày chúng ta đã bắt thận làm việc nhiều hơn 1,5 lần. Theo đà này, thận làm việc 1 ngày 2 ngày không sao, nhưng thận làm việc liên tục nhiều đến 3, 5 năm thì chắc chắn thận sẽ suy yếu. Chẳng hạn bình thường quả thận có tuổi thọ 100 năm, nhưng khi bắt nó làm việc quá mức như thế này thì tuổi thọ của quả thận chỉ còn khoảng 70 năm hoặc 50 năm mà thôi. Cũng giống như khi vác một vật 10 kg, chúng ta sẽ đi được 2 cây số, nhưng nếu vác vật 15 kg, tức là nặng hơn rồi, thì chúng ta đi được tối đa 2-3 cây số, thậm chí là còn ngắn hơn. Đó là lý do hiện nay có nhiều người suy thận chạy thận nhân tạo dù ở tuổi bẻ gãy sừng trâu, và số bệnh nhân suy thận ngày càng nhiều hơn. Bệnh suy thận ngày xưa thường xuất hiện ở tuổi già, còn bây giờ cả già lẫn trẻ đều mắc phải bệnh này. Uống nước nhiều, thận sẽ làm việc nhiều hơn và sớm bị suy yếu, đồng thời kéo theo tim cũng suy yếu, phổi cũng suy yếu do làm việc. Ha ha ha,